Chào các bạn, trên tay mình đang là một chiếc Android TV Box với mã hiệu là V88 do Anybox sản xuất. Ở ngoài vỏ thì các bạn sẽ thấy những cái thông tin cơ bản nhất cho cái sản phẩm này. Đấy là chip 4 nhân này, GPU 4 nhân này, 4K độ phân giải, 3D Kodi rồi chạy hệ điều hành Android. Và bây giờ mình sẽ mở hộp luôn tại vì xung quanh đây nó cũng không có cái thông tin gì khác nữa để các bạn quan tâm. Vâng, đây rồi, TV Box đây, bỏ qua chúng ta xem phụ kiện đã. Ở phần phụ kiện thì các bạn vẫn có một cái điều khiển cáp HDMI, một cái nguồn sạc và sách hướng dẫn sử dụng. Sách hướng dẫn sử dụng của Anybox thì vẫn sử dụng bằng tiếng Anh nên các bạn hoàn toàn có thể đọc và làm theo hướng dẫn được. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ phụ kiện qua một bên và quan tâm đến cái TV Box. Vâng, và đây là cái V88 của chúng ta. Ở phía trên thì các bạn sẽ nhìn thấy ngay một cái chữ V88 và ở phía dưới là có cái logo 4K thể hiện là đây là một cái TV Box hỗ trợ độ phân giải 4K. Ngoài ra thì các cái thiết kế khác thì như các bạn sẽ nhìn thấy ở đây chúng ta sẽ có một cái cổng SDHC hỗ trợ thẻ 32GB này, 3 cổng USB này. Ở đây thì các bạn sẽ thấy thêm một cổng USB nữa, tổng cộng là 4 cổng USB, chân cắm SPDIF và cổng AV, cổng HDMI, cổng mạng và chân cắm nguồn. Thực ra cái thiết kế này thì mình thấy nó giống gần như là y hệt cái sản phẩm MXQ, nó không có khác biệt gì nhiều, cũng với 4 cổng USB cực kỳ nhiều so với các cái sản phẩm TV Box khác. Ở đằng dưới này thì các bạn sẽ thấy hàng loạt cái ô thoáng. Các bạn lưu ý nhé, tất cả các cái TV Box đều sinh nhiệt trong quá trình sử dụng. Các bạn muốn thử thì ngay cả cái chiếc điện thoại 7 triệu, 10 triệu các bạn thì mang ra thử mà xem. Cứ sử dụng liên tục trong vòng 1 tiếng thì biết ngay, máy cực kỳ nóng. Vì vậy những cái tản nhiệt này nó sẽ giúp cho máy sẽ giảm bớt cái nhiệt độ đi. Và thông thường thì cái nhiệt độ ở trên cái TV Box thì luôn luôn ở trong mức độ cho phép các bạn yên tâm. Cảm thấy nó nóng nhưng mà vẫn có thể dùng bình thường. Khi nào mà nóng quá thì sản phẩm nó sẽ tự động treo máy và lúc đấy thì chúng ta mới thấy là cái nhiệt độ nó đang ở mức quá cho phép. Và cái hiện trạng này thì nó sẽ rất ít xảy ra. Rồi, bây giờ thì về phần thiết kế thì nó không có gì nhiều. Và mình đã giới thiệu hết về phần thiết kế rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào tới phần mềm. Cái sản phẩm V88 này thì nó sử dụng cái hệ điều hành Android 5.1. Tuy là một cái phân khúc thấp nhất của Anybox nhưng mà được sử dụng hẳn Android 5.1. Và mình thử nghiệm thì chạy cũng khá là ổn. Và cái sản phẩm V88 này thì đang sử dụng một cái con chip của Rockchip, mã là RK3229 và RAM 1GB cùng với bộ nhớ trong là 8GB. Và cái con chip này thì nó cho một cái hiệu năng khá là tốt. Đặc biệt là những cái sản phẩm sử dụng Rockchip ấy thì cái hệ điều hành nó có một vài những cái tính năng khá là thú vị so với những cái sản phẩm của hãng khác. Ví dụ như các bạn có thể bật được cái thanh phía dưới, nghĩa là nó giống như là cái điện thoại di động của chúng ta ấy, có ba cái phím trang chính này, phím quay lại và phím lựa chọn. Thì ở đây chúng ta cũng có thể bật được. Các bạn có thể vào setting sau đó thì bật nó lên thì nó sẽ hiển thị ngay ở phía dưới. Cho dù các bạn di chuyển đến phần nào đi chăng nữa thì cái menu này nó vẫn ở phía dưới, chỉ cần ấn home một cái sẽ ra ngoài hoặc là ấn back cho quay lại. Tiếp đến một cái tính năng hay ho khác đấy là thay đổi giao diện của cái màn hình. Thì các bạn vào phần trang chủ ở trong setting ấy thì các bạn sẽ có 3 lựa chọn. Cái lựa chọn thứ nhất ấy là các bạn theo một cái giao diện truyền thống của Android TV Box, cái này quá quen thuộc rồi. Cái lựa chọn thứ hai thì nó giống y hệt như là cái giao diện của điện thoại ấy, khá là thú vị nếu như bạn nào đang quen sử dụng hệ điều hành Android. Và một cái lựa chọn nữa thì nó cũng khá là lạ. Cái lựa chọn này thì khi các bạn bật lên thì các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ tạo thành một cái ô giống như gần kiểu như Windows ấy. Nó sẽ hơi khác đi một chút xíu. Nhưng mà cái giao diện này thì mình thấy nó cũng không thân thiện lắm. Nếu sử dụng thì các bạn nên sử dụng cái giao diện thuần Android cho TV hoặc là cái giao diện gần như giống điện thoại. Tiếp đến thì mình sẽ đo thử cái hiệu năng con chip này. Với cái phần mềm AnTuTu thì như các bạn nhìn thấy ở trên màn hình ấy thì nó cho một cái số điểm khá là tốt. Ở đây chúng ta sẽ có 21.900, một con số khá tốt so với cái giá trị của sản phẩm. Thực ra thì với V88 hiện nay thì Anybox đang đưa cái sản phẩm này ở một cái phân khúc thấp nhất trong tất cả các dòng TV Box do Anybox sản xuất. Và với 21.000 điểm này thì nó cũng hơn khá là nhiều so với những cái loại TV Box của hãng khác ở cùng phân khúc giá. Ngoài ra thì cái điểm 3D thì cũng khá tốt. Tuy nhiên thì với những cái điểm AnTuTu như các bạn nhìn trên màn hình ấy thì cũng chỉ phục vụ cho chúng ta để xem phim mà thôi, giải trí truyền hình,
Chứ còn để mà chơi game thì chắc là cái sản phẩm này nó cũng không phù hợp. Nếu bạn nào có nhu cầu chơi game thì mình nghĩ các bạn nên đầu tư một cái TV box nó có cái giá trị lớn hơn, cấu hình mạnh hơn. Rồi, như vậy thì mình đã giới thiệu xong về cái sản phẩm V88 4K. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Hẹn các bạn ở những clip lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.